nên ngỡ như em về thôi. Bạn Thiên Tân và quý khán giả tiếp tục đón xem những chia sẻ và các ca khúc sôi động trong 60 phút rực rỡ phát sóng trên VTV9 ngày 9 tháng 3 với khách mời ca sĩ Quang Hà. Quỳnh Hoa cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình quảng bá Chào.VTV. Năm 1643, lần đầu tiên trong lịch sử thủy chiến, thủy quân Việt Nam đã đánh thắng thủy quân châu Âu. Đó là chiến công vang dội trong thời kỳ trị vì đất nước của chúa Nguyễn Phúc Lan. Thắng lợi của trận hải chiến đầu tiên này đã đặt nền móng cho sự chinh phục biển cả của dân tộc, đánh dấu một mốc son trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, cũng như là một bản lề quan trọng trong giai đoạn mở cõi, định hình nước Việt Nam chúng ta ngày nay. Khác với hai vị chúa trước mình, chúa thượng Nguyễn Phúc Lan không đóng góp nhiều cho sự nghiệp mở mang bờ cõi. Sự nghiệp cai trị của ông cũng không để lại bản sắc riêng. Tuy nhiên, trong lịch sử giao tranh trực tiếp với vua Lê chúa Trịnh trước khi chia đôi đất nước, chiến thắng trước thủy quân Hà Lan dưới thời chúa Nguyễn Phúc Lan lại mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là lần đầu tiên thủy quân Việt Nam đánh thắng một lực lượng thủy quân từ châu Âu. Chúa Nguyễn Phúc Lan sinh năm 1601 là công tử thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. 30 tuổi, ông được phong làm thế tử. 4 năm sau, vâng theo di ý của cha, chính thức lên cầm quyền, hiệu là Thượng Vương, nên còn được gọi là chúa Thượng, vị chúa thứ ba của triều đình nhà Nguyễn. Một năm sau khi lên nắm quyền cai trị thiên hạ, thế đất Kim Long là nơi có địa hình tốt đẹp, nên ông đã quyết định rời dinh từ làng Phước Yên, huyện Quảng Điền đến làng Kim Long, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc bấy giờ. Ngôi làng với vùng đất trù phú màu mỡ, có vị trí thuận lợi và cảnh sắc trữ tình nên thơ. Từ đó Kim Long trở thành thủ phủ đầu tiên đóng bên bờ tả ngạn sông Hương. Vì đây là cái địa điểm rộng rãi, sông ngoài và rất thuận tiện cho vấn đề giao lưu các nước. Từ khi ổn định được phần đất của mình, các chúa Nguyễn đã không ngừng mở mang bờ cõi. Vùng đất Hội An ngày nay thuộc tỉnh Quảng Nam đã trở thành cửa ngõ thông thương của đàng trong ra thế giới. Ở dọc Việt Nam thì có một số các cảng, nhưng Hội An nó đóng vai trò quan trọng. Người đầu tiên châu Âu vào Việt Nam cũng là đi từ Hội An. Như vậy thì cái sức hấp dẫn của Hội An nó gần như là nó là một cái điểm đầu tiên để mở cửa ra chúng ta ra thế giới. Vậy thì nó là cái trung tâm để tạo ra một cái đằng trong có thể bứt phá lên được, và tất cả những cái công nghệ của nước ngoài đã du nhập qua cảng Hội An. Xây dựng vùng đất đằng trong khi bối cảnh phải đương đầu với họ Trịnh ở đàng ngoài và tự mở mang thêm lãnh thổ để nhằm tạo thế lực cho mình, nên từ chúa tiên Nguyễn Hoàng và các chúa kế nghiệp đều đã xây dựng một thể chế đậm tính quân sự, lấy quân đội làm chỗ dựa và ưu tiên đến việc binh. Bản thân lực lượng nòng cốt ban đầu của chúa đã là thủy binh rồi, và khi mà vào đằng trong này thì thủy binh vẫn là phù hợp nhất. Kể từ đầu thế kỷ thứ 17, người đằng trong đã học được cách đóng các loại thuyền chiến có hiệu quả chiến đấu rất cao, phù hợp với sông nước phương Nam. Ở đằng trong thì có rất lợi thế về gỗ. Rừng của đằng trong suốt từ vùng Quảng Bình, Quảng Trị cho đến tận vào đất Đồng Nai thì đều là rất sẵn gỗ, và các loại gỗ đóng thuyền rất là tốt. Nên có thể nói là trong thời chúa Nguyễn đến khoảng thế kỷ 18 qua đến kể cả đầu thế kỷ 19 thì Việt Nam vẫn là nơi nổi tiếng về đóng thuyền. Thậm chí lúc đó chúng ta đã xuất khẩu cả thuyền, xuất khẩu gỗ và đóng thuyền. Nhờ vậy, sức mạnh quân đội của chúa Nguyễn thời bấy giờ
được phát triển mạnh nhất là về thủy quân. Thủy quân là sử dụng những lực lượng nào? Tất cả là những cái dân chài của những cái làng đánh cá của vùng Đầm Phá của Thừa Thiên Huế, cũng như là những cái dân đi biển của từ vùng Quảng Bình cho đến cái Quảng Nam, Đà Nẵng và Phú Yên. Biên chế những cái người binh lính đó vào trong những cái đội thủy quân thì họ phát huy được cái tay nghề của họ, cái tài bơi chèo của họ, bơi lặn của họ, và hoạt động một cách là linh hoạt của cái ngư dân từng quen thuộc cái vùng biển của Việt Nam rồi. Cho khi những số người ấy được chứng tập ở trong các cái đơn vị thủy quân của chủ nguyện thì phát huy thêm cái sức mạnh của thủy quân. Chính thủy binh là làm mình cái sự khác biệt của họ. Trong thời gian thương cảng Hội An phát triển nhất thì cũng là lúc công ty Đông Ấn Hà Lan nổi lên như một thế lực hùng mạnh trong công cuộc khai thác thuộc địa châu Á của thực dân phương Tây, và đã trở thành một nỗi sợ hãi của nhiều triều đại phong kiến trong khu vực. Và đây cũng chính là cơ hội để Chúa Trịnh ở đàng ngoài liên kết với lực lượng Đông Ấn Hà Lan đánh chiếm Chúa Nguyễn sau nhiều lần tranh đấu bị thất bại. Trước nguy cơ bị xâm chiếm, Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan đã họp quần thần bàn định để có chiến lược đánh trả. Ngày 7 tháng 7 năm 1643, một hạm đội Hà Lan gồm 3 chiếc thuyền chiến do Peter B dẫn đầu, được trang bị nhiều trọng pháo, tiến thẳng vào cửa eo của Thuận An, nhu đồ xâm lược nước ta. Với tinh thần quả cảm, Thế tử Nguyễn Phúc Tần là con thứ hai của Chúa Nguyễn Phúc Lan đã cầm đầu đoàn quân thủy binh của ta tiến thẳng ra biển, vây đánh đoàn thuyền Hà Lan. 4 mặt tàu Hà Lan đều bị tấn công. Trước sự bao vây của thủy quân nhà Nguyễn, một chiến thuyền nhỏ nhất của Hà Lan luồn lách để tìm đường rút lui. Chiếc thứ hai bị đâm vào đá, cả đoàn thủy thủ và tàu thuyền chìm xuống biển. Bị dồn vào bước đường cùng, một chiến hạm lớn nhất của Hà Lan do thuyền trưởng Peter B chỉ huy đã quyết định cho châm lửa đốt kho thuốc súng, khiến tàu nổ tung. Dù dày dặn kinh nghiệm hải chiến với các lực lượng hải quân mạnh, thế nhưng vẫn bị đội tàu của Chúa Nguyễn vô hiệu hóa và đánh bại hoàn toàn. Cái thủy quân này nó rất năng động, có thuyền lê, thuyền ô khá to và có những cái thuyền rất là nhanh nhạy của ngư dân. Những thuyền đánh cá nó phát huy hết hiệu lực và nó có thể nhanh chóng bao vây được cái quân địch và có thể hoạt động một cách nhuần nhuyễn và uyển chuyển. Chính vì thế là mới tổng hợp tất những điều ấy đưa ra những cái chiến thắng trước những cái đội tàu của người Hà Lan. Có thể nói, từ sau trận đánh thắng đội tàu chiến Hà Lan, vốn là nước có đội tàu chiến hiện đại nhất phương Tây lúc bấy giờ, Hải quân Việt Nam được khai sinh. Và cũng chính từ lúc này, thủy quân dưới thời Chúa Nguyễn đã hoàn toàn làm chủ vùng biển đảo Đàng Trong, đặt nền móng xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 1648, Chúa Nguyễn Phúc Lan tử trần. Nguyễn Phúc Tần được lập lên nối ngôi chúa và được gọi là Chúa Hiền, vị chúa thứ tư của triều đình nhà Nguyễn. Chúa Hiền là người không chỉ am hiểu binh pháp, chính trị, mà ông còn luôn biết chăm lo đến chính sự và luôn có ý thức mở mang bờ cõi. Cái thời của Chúa Nguyễn Phúc Tần là thời gắn liền với những cái cuộc đánh lớn vào phía Nam. Cũng trong thời gian này, ở Trung Quốc, nhà Minh đã bị nhà Thanh lật đổ. Các thế lực chống đối nhà Thanh bỏ Trung Quốc xuôi thuyền đến xứ Thuận Quảng, và họ đã được Chúa Nguyễn Phúc Tần không những cho đất ở mà Chúa còn cho họ khai phá mở mang vùng đất Biên Hòa, Mỹ Tho và các vùng lân cận. Kể từ đó, đất đai Chúa Nguyễn ngày càng được mở rộng vào phía Nam, góp phần trong tiến trình phát triển vùng đất Nam Bộ. Cái vùng đất phía Nam này đấy đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, cho nên là chẳng có ai trông nom đến nó cả. Vì thế mà nó trở thành những cái vùng hoang hóa. Thế thì ta nhân cái chuyện này đi xuống cái khu vực phía Nam đấy,
để mà tổ chức khai phá và phát triển cái vùng đất phía Nam. Tôi Nguyễn Phúc Tần rất khôn khéo, sử dụng một cái lực lượng rất là mạnh vào đất Sài Gòn, đất Mỹ Tho, đất Đồng Nai để khai phá. Và như chúng ta biết là cái mốc từ 1679 thì chỉ có một thời gian ngắn sau đó. Sử sách đã ghi: bấy giờ trong cõi vô sự, thóc lúa được mùa. Chúa càng sửa sang chính trị, không xây đài tạ, không gần con hát gái đẹp, bớt nhẹ giao dịch thuế má, chăm họ vui vẻ, đều khen là đời thái bình.